chứng khoán Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi hợp đồng của Blackpink. Các chuyên gia tài chính tại Hàn Quốc dường như đang đứng ngoài cuộc khi IG vẫn chưa chính thức công bố tình hình cuối cùng về hợp đồng của Blackpink. Theo Korea Exchange, ngày 21 tháng 9, sau khi có thông tin sờ tái ký hợp đồng trong khi ba thành viên còn lại sẽ rời IG và duy trì thương hiệu Blackpink trong 6 tháng mỗi năm, giá cổ phiếu của IG Entertainment đã giảm 13,28% vào ngày hôm đó, đóng cửa ở mức 69.200 won, đồng thời, giá cổ. Phiếu của ba công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc cũng có xu hướng giảm ngay cả trước khi vấn đề gia hạn hợp đồng của Blackpink nổi lên giá cổ phiếu của HIBE giảm hơn 5% và của SM cũng giảm khoảng 3%. Mặc dù thị trường đang điều chỉnh cổ phiếu tăng trưởng trở lại, nhưng tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu giải trí dường như đang giảm. Điều này được cho là do lo ngại về việc gia hạn hợp đồng của các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Nhiều người suy đoán rằng, thông báo của HIBE về việc gia hạn hợp đồng với BTS sau năm 2025 là nhằm mục đích tăng giá cổ phiếu của họ. Giá cổ phiếu của IG tiếp tục giảm mạnh 18,43% trong 4 ngày giao dịch liên tiếp khi có tin Jennie và Jisoo sẽ thành lập công ty riêng bất chấp mọi sự chú ý câu trả lời của ij vẫn là chưa có gì được xác nhận khiến nhiều nhà đầu tư tài chính hàn quốc không hài lòng một quan chức ngành chứng khoán nói với Tensaria vì có niềm tin rằng ngành giải trí đang phục hồi nên giá cổ phiếu đã được đánh giá lại tuy nhiên nhìn vào tình hình thực tế giữa ij và blackpink vấn đề gia hạn hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến bức tranh tổng thể đây thực sự là một tin xấu